Chiều ngày 13 tháng 10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quỳnh Nam Giới tổ chức hội nghị đối thoại chính sách giảm nghèo bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ cho em dùng đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Trần Phán. Tại buổi đối thoại, nhiều chị em phụ nữ đặt ra nhiều vấn đề như chính sách hỗ trợ cho phụ nữ dân tộc trong sản xuất, phát triển kinh tế, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ khó khăn đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách vay vốn sản xuất chăm lo, hỗ trợ cho con em hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn trong đồng bào dân tộc thiểu số được đến trường. Hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo hành, đối tượng, nội dung hỗ trợ và trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thực hiện dự án 8 về thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Các chính sách hỗ trợ nhà ở, mô hình sinh kế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách dân số trong đồng bào dân tộc thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bào dân tộc thiểu số tại buổi đối thoại đại diện hội liên hiệp phụ nữ quyện và các ngành của xã trong phán đã lắng nghe và trực tiếp trao đổi giải đáp các thắc mắc xung quanh vấn đề mà phụ nữ trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số quan tâm